Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả các bạn ha. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 30 tháng 6 2021, Nông Thu quay trở lại vườn kiển Trung Hậu, tọa lạc tại số A33 đường Dương Thị Mười, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ với các bạn một số tác phẩm mà nhà vườn muốn giao lưu. Các bạn thân mến, thì Nông Thu cũng chỉ làm liếc, mình không có tham gia mua bán. Mọi liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi cho anh Hậu theo số điện thoại là 0932 696 239 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại chàng Hậu quen thuộc của vườn kiển Trung Hậu. Rồi, chào Hậu. Rồi, em xin chào anh Năm nha. Năm chào tất cả các anh em mình hết nha. Không, chúc các anh em mình dồi dào sức khỏe đi ha, có sức khỏe sẽ thành công tất cả ha. Hôm nay thứ tư mình chào lại cái clip hàng là tầm trung trung ha, chủ yếu là chắc cái này cũng mai chứng thủy là nhiều quá cái mặt hàng chủ lực của vườn ha. Rồi giờ mình nói lại cái hình thức mình kinh doanh cho anh em mình hiểu ha. Rồi, ok, tức là mình báo giá là mình báo giá tại vườn ha, không bao ship. Anh em nào mua 3 cây trở lên là mình sẽ bao ship, còn dưới 3 cây là mình không bao ship ha. Anh em chốt cây nào rồi á thì chiếm khoản mình trước 50%, còn 50% á là bên nhà ship nó sẽ thu hộ về cho mình. Rồi, okay. Rồi chỉ có vậy thôi, cũng bình thường như mấy clip kia cũng bình thường, nó cũng như vậy thôi hát năm. Các bạn thân mến, hôm nay là cái dòng cây là giá rẻ hơn, giá phục vụ cho mùa Covid. Nếu các bạn mà không thích dòng cây này, các bạn có thích dòng cây cao cấp thì các bạn có liên hệ lại với chủ vườn để biết thêm chi tiết ha, để chủ vườn chụp hình rồi gửi lại các bạn. Tại đây cái dòng cây nó giá bình dân thôi. Rồi, dòng eo của nó là 25. Cây này lá nhị quý nha anh em. Số 1 là nhị quý, dòng eo 25. Tán rộng của nó là 45. Chiều cao của nó là 40. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi ha. Rồi, chào giá là 700 ngàn nha anh em. 700 ngàn nha. 700 ngàn. Mang mã số 1. Số 2 là mai chứng thủy lớp trung nha anh em. Ủa này lớn lớn, lớn, lớn cho đen nha. Đen nó lớn. Ôi cũng lộn nữa ha. Rồi dòng eo của nó là 30. Tán rộng là 60. Chiều cao cũng được là 41. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu mang mã số. Số 2. Số 3 là một cây lá nhị quý luôn nha anh em. Số 3 dòng eo của nó là 30. Tán rộng nó là 62. Chiều cao của nó là 56. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1,5 triệu luôn nha anh em. 1,5 triệu mang mã số. Số 3. Số 4 là một cây lá nhị quý luôn nha anh em. Rồi cái đế nó một nồi luôn ha. Đế rất bự ha. Nó bò lại ha. Mình đo dòng đế nâng cái luôn nè. Rồi, dòng đế của nó là 797. Dòng eo của nó là 30. Tán rộng là 61. Chiều cao là 50. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Chào giá là 1,5 triệu luôn nha anh em. 1,5 triệu mang mã số. Số 4. Rồi, tiếp tục. Rồi, số 5, một cây lá nhị quý luôn nha anh em.
quý luôn. Dòng heo là 29, tán rộng là 64, chiều cao cũng là 58. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1,2 triệu luôn nha anh em. 1,2 triệu. Mang mã số. Số 5. Rồi tới miếng luôn 52. Rồi tới nữa là một cây này là cây 5 vò luôn nha anh em. 5 vò. 5 vò ha. Quái cây luôn ha. Cái này họ họ bồ đề hả? Họ bồ đề. Rồi dòng heo nó 14, tán rộng của nó 62, chiều cao của nó là 80. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1 triệu luôn nha anh em. 1 triệu. Mang mã số. Số 6. Tới nữa là một cây mai chuẩn tỷ, lá lớn da đen luôn nha anh em. Mai đen lá lớn. Rồi dòng heo nó 36, tán rộng của nó là 82, chiều cao của nó là 79. Rồi quay vòng anh em mình coi đi nha. Chào giá là 2 triệu nha anh em. 2 triệu. Mang mã số. Số 7. Thấy không? Phải lấy cái thân mình nó lao cái chậu mới ghi cái số anh thấy hy sinh, hy sinh. Hy sinh cái áo đó. Hy sinh vì nghệ thuật phải không? Tới nữa là một cây kim quýt luôn nha. Quốc tịch Việt Nam luôn. Rồi, dòng heo là 23, tán rộng là 56, chiều cao của nó là 66. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1,2 triệu nha anh em. 1,2 triệu. Mang mã số. Số 8. Ở miếng nữa năm ơi. Hồi quá khi nghe nổi không? Nổi cái năm. Khỏe là năm ơi. Chờ cho nó qua cái đợt dịch Covid này. Giờ làm cầm chừng ha. Cầm chừng giữ khách. Cầm chừng. Cầm chừng giữ sống qua ngày. Rau cháo qua ngày. Chờ qua đợt. Sống qua ngày chờ sống qua ngày để chờ qua đời phải không? À, dòng heo của nó 27, tán rộng của nó là 61, chiều cao của nó là 79. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Này lá lớn da đen nha anh em. Rồi chào giá là 2 triệu nha anh em. Mang mã số. Số 9 nè. 2 triệu. Rồi, số 10 là lá nhị quý luôn nha anh em. Dòng heo của nó là 41, tán rộng của nó 63, chiều cao của nó là 54,
Rồi quen vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1,5 triệu luôn nha anh em. Mang mã số 10. Số 10. Một cũng là lá nhĩ quý luôn nha anh em. Dòng neo là 26. Tán rộng là 59. Chiều cao là 47. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1,2 triệu nha anh em. Mang mã số 11. Hai là một cây mai trứng thủy lá lớn da đen luôn nha anh em. Dòng eo là 24. Tán rộng là 59. Chiều cao nó là 60. Rồi quay vòng anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1,000,000 luôn nha anh em. Mang mã số 12. 1,000,000 nha anh em. Ấn luôn năm ơi. Rồi mới nữa là một cây mai trứng thủy lá lớn da đen luôn nha anh em. Dòng eo là 24. Tán rộng là 72. Chiều cao là 62. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 2,000,000 nha anh em. 2,000,000. 2,000,000. Mang mã số 13. Bốn là một cây lá nhĩ quý luôn nha anh em. Dòng eo là 25. Tán rộng là 53. Chiều cao là 62. Rồi quay vòng anh em mình coi nha. Chào giá là 1,2 triệu luôn nha anh em. Mang mã số 14. Là một cây mai trứng thủy lá lớn luôn nha anh em. Dòng eo của nó 32. Tán rộng nó 63. Chiều cao 52. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1,000,000 luôn nha anh em. 1,000,000 luôn nha. Mang mã số 15. Là một cây mai trứng thủy lá lớn luôn nha anh em, da đen luôn nha. Dòng eo là 29. Tán rộng là 78. Cao là 92, có cái tử luôn nha anh em. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 2,000,000 nha anh em. Hai triệu mang mã số 16. Số 16.
17. Một cây me luôn nha anh em. Quốc tịch Việt Nam luôn nha. Dầm meo của nó là lộn số rồi. Dòng eo của nó là 19. Tán lộng của nó là 79. Chiều cao là 58. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1,5 triệu luôn nha anh em. 1,5 triệu mang mã số 17. Rồi chúng ta tiếp tục. Đấy nữa một cây me luôn. Cây me nữa luôn nha anh em. Dòng eo nó 18. Tán rộng nó 70. Cao của nó 44. Rồi, quay dầm cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1,2 triệu luôn nha anh em. Mang mã số 18. Mười chín là một cái sung luôn nha anh em. Sung có trái luôn rồi nha. À, trái luôn rồi nha. Có cùi, có trái luôn đàng hoàng nha. Ôm cục đá luôn nha. Thấy không? Trái nè nè. À trái nè nè. Bá trời trái luôn nha. À, mini là luôn nha. Súng mà mini nè. Rồi dòng meo nó là 15. Tán rộng nó 77. Chiều cao của nó là 48. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Súng này có trái luôn nha. Mini mà ôm cục đá này lại nha. Đây. Chào giá là 1,5 triệu luôn nha anh em. 1,5 triệu. 1,5 triệu. Mang mã số 19. Là một cái tùng luôn nha anh em. Đây cái tùng bông phải không? Tùng này tùng bông. À, năm rành hết rồi anh Năm. Mình biết, quen biết. Phớt qua cái là biết bông cái rồi anh Năm. Rồi bay nhang rồi biết được cái. Cây chuyện nhỏ. Rồi dòng eo nó 21. Tán rộng của nó 78. Cao của nó là 80. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 2 triệu nha anh em. 2 triệu. Mang mã số 20. Mưa nó nặng anh không? Nước nó thấm gì. Đấy, 21 là một cây me nữa nha anh em. Quốc tịch Việt Nam luôn nha. Me. Không mình có cây me giống giống này á, nó còn giống... đó. Ừ, đẹp. Nó bán rồi. À, cây đó bán rồi. À, cây này nằm bên đây nay mình mới sửa là dàn lại nè. Cây đó không có cao cũng giống vậy hè nè. Giống giống vậy, kỳ giống rồi. Giống một lô của nó. Dòng eo của nó là 20. Tán rộng của nó 88. Chiều cao của nó 90. Ở bên đây còn 3 cây em dàn lại luôn. Cây nãy đó với cây này. Với cây nhỏ nè. Rồi chào giá cũng là 2 triệu luôn nha anh em. Rồi mai thì cũng có ngông không lên cũng coi cây me hổm á. Ừ. Nói cây đó bán rồi. Ở cây me lớn á hả? Ở cây me không có me này nè, hổm nằm đây nè. À cây me nhỏ à, cây me nhỏ. Từng nào á? Từng trước nữa, từng trước. Ừ. Chào giá 2 triệu mang mã số 21.
cây mai Dương Thị lá lớn luôn nha anh em. Dòng neo là 29, tán rộng là 54, chiều cao nó là 50. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 800 ngàn nha anh em. Mang mã số 22. Mai đen lá lớn. Mai đen lá lớn giá 800 ngàn nha anh em. Rồi tới một cây tùng Đài Loan. Bóc luôn hai cây này phải về nhổ lên. Phải đưa được cái chậu đôn gốc lên. Làm không kịp rồi thôi. Giờ ta để sao bán vậy luôn. Dòng neo nó 14. Tán rộng của nó 63. Chiều cao của nó là 32. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 800 ngàn nha anh em. 800 ngàn mang mã số 23. Là một cây mai Dương Thị lá lớn da đen luôn nha anh em. Dòng neo của nó là 35, tán rộng của nó là 59, chiều cao nó 52. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Giá là 2 triệu nha anh em. Mang mã số 24. 2 triệu. Một cái kim quýt luôn nha anh em. Dòng neo là 21, tán rộng là 55, chiều cao là 63. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Chào giá là 1 triệu luôn nha anh em. Mang mã số 25. Là một cây mai Trung Thủy lá nhị quý luôn nha anh em. Dòng neo của nó 25, tán rộng của nó là 46, chiều cao của nó là 40. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1 triệu nha anh em. 1 triệu luôn. Mang mã số 26. Rồi chúng ta tiếp tục. 27. Một cây mai Dương Thị lá lớn da đen luôn nha anh em. Dòng neo của nó là 40, tán rộng nó 63, chiều cao của nó là 57. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1 triệu 3 nha anh em. 1 triệu 3 mang mã số 27. 1 triệu 3. Rồi 28, một cây mai Dương Thị lá lớn da đen luôn nha anh em. Dòng neo là 35, tán rộng là 54, cao là 41. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Cây này nó có cái thẹo chỗ này nha anh em. Chào giá là 800 ngàn nha anh em. Mang mã số 28. 28. 800 ngàn.
Rồi 29. Rồi một cây mai chứng thị lá lớn da đen luôn nha anh em. Dòng eo là 25. Tán rộng là 57. Chiều cao là 42. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2 mang mã số 29. Rồi chúng ta tiếp tục. Rồi mang mã số 30. Cũng là kết thúc cái clip này luôn nha anh em. Em số 30 cũng là cuối cùng trong chương trình báo giá vào ngày 30. Báo giá ngày 30 tháng 6. Rồi. Em số màn 30 luôn. Lá lớn da đen luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 44. Tán rộng của nó là 73. Chiều cao là 80. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Giá là 2,5 triệu luôn nha anh em. 2,5 triệu. Các bạn thân mến, em mang mã số 30 được chào giá là 2,5 triệu. Cũng kết thúc chương trình báo giá ngày hôm nay. Thì Nam Thu cũng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem phát clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để nhận được từ Nam Thu những video mới nhất các bạn ha. Rồi, Hậu ơi, chúng ta chào khách thôi em ơi. Rồi, em xin chào anh Năm nha Năm. Chào tất cả các anh em mình hết nha. Chúc các anh em mình dồi dào sức khỏe đi ha. Có sức khỏe sẽ thành công tất cả ha. Mình cũng mong các anh em mình là ủng hộ clip này cũng như là ủng hộ mấy clip vừa qua. Thành thật là nhà vườn Trung Hậu rồi, cảm ơn mấy anh em mình rất nhiều nha. Rồi, bye bye các bạn. Các bạn thân mến, vườn kiển Trung Hậu được phát sóng đều đặn trên kênh Thu Bonsai vào mỗi thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Mong rằng các bạn ủng hộ. Một lần nữa chúc các bạn là gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn trong cuộc sống.